Vâng, xin mến chào quý vị đến và đã đến với kênh Go Go Around TV. Cười tí cho sảng khoái buổi sáng quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là ngày âm lịch, thì ngày 22 tháng Giêng năm Mậu Tuất 28 rồi quý vị. Trời Huế hôm nay quý vị biết không? Từ hôm qua là trời mưa rất to, gió mạnh. Và hôm nay nhiệt độ đang hạ xuống khá thấp. Đi ra đường chúng ta phải mặc áo lạnh, kẹo rất là lạnh quý vị. Và bây giờ tôi đang có mặt tại một cái địa điểm mà quý vị vừa thấy trên cái bảng hiệu đây này. Đây chính là cầu Hương Cần, bắc qua dòng sông Bồ, quý vị thấy chưa? Chúng ta sẽ đi dạo cái cầu này lên tới cái đường Nguyễn Văn Linh quý vị nhé. Tôi sẽ gửi hình ảnh này để cho quý vị chúng ta xem cảnh quê hương Việt Nam chúng ta như thế nào. Con đường này là con đường gọi là tỉnh lộ 19. Con đường này sẽ nối dài từ phía sau cửa hầu đi đến cái đường Đinh Tiên Hoàng quý vị. Từ Đinh Tiên Hoàng quý vị có thể là đi ra tới Xìa bằng con đường này nhanh hơn so với các con đường khác quý vị. Nếu mà quý vị xuất phát từ thành phố Huế. Đây là dòng sông Bồ quý vị. Phía này là phía thượng nguồn của cái vị trí cầu Hương Cần. Quý vị thấy là bà con người ta bây giờ phát triển cái nghề nuôi cá lồng rất là nhiều trên dòng sông Bồ này. Ở hướng này quý vị sẽ nhìn thấy là cái làng Phát Kiên quý vị này, Phát Kiên thuộc xã Hương Toàn đây. Còn bên kia quý vị, hướng này phía cái nhà bên kia mái xanh xanh đấy quý vị, đó chính là cái chợ Hương Cần đấy quý vị, phía sau của chợ Hương Cần. Chúng ta thấy là cái hướng hạ lưu của cái dòng sông đây này, tại cái vị trí cầu Hương Cần này này người ta cũng là gì nuôi cá lồng rất là nhiều. Còn bên kia chúng ta thấy là làng Hương Cần đúng không, ở đây người ta gọi là Giáp Trung đấy. Cho bà con ngắm tí mẹ nghe. Nhà mẹ gần đấy không? Dạ. Mẹ năm nay mấy tuổi rồi? 72 tuổi á. Mẹ hồi xưa giờ làm nghề gì là chính? Làm ruộng à? Bà ôm con không? Dạ. Mẹ có con cháu nhiều không? Ở Đà Lạt này là bây giờ mẹ bị ốm ở một mình thôi. Và sợ sớm chiều cơm nước cho ốm thôi. Dạ. Bây giờ đi làm gì? Bây giờ đây. Giờ không nghe chỉnh bây giờ vẫn còn làm ruộng. Mẹ sức khỏe rất tốt quá ha. Dạ. Con lại từ Đà Lạt cái ăn cuối con ăn học. Dạ. Ba trở bên miền Nam. Rồi ốm con đi làm không? Dạ dạ được à. Ốm hai vợ chồng tuổi mà ốm hơn 6 tháng. Tháng 7 tháng gì đó. Dạ dạ. Chờ mình với bạn đâu nhiêu không mẹ? Dạ được hả? Để con vô chờ con ghi vài cái hình mẹ. Cảm ơn mẹ. Dạ. Các vị thấy ở đây có cái tuyến xe buýt Hoàng Đức chắc là ra Quảng Điền đó các vị. Chúng ta đi qua cầu quý vị nha. Cầu Phát Kiên. Cầu này tôi nhớ là xe chắc năm 1997 đây, 1998-99 đấy quý vị. Vì ở đây gần làng tôi, cách khoảng 2 cây số để mà đường chim bay quý vị. Đây chờ quý vị này, phía bên phải của chờ đây. Đây có cái ngã tư quý vị. Ngã tư đi lên con đường này là dọc cái dòng sông sông Bồ đây. Đây chúng ta thấy phía trước chờ người ta vẫn bán đồ áo quần rồi trái cây cũng có quý vị nhé. Ngay trước cái đình ra cái đình làng đây. Đây chúng ta quay lại nhìn phía ngoài chờ Hương Cần quý vị này. Rồi chúng ta thấy là cái cầu Hương Cần đang xa kia đúng không? Hồi này ta đứng bên cầu rồi.
Thôi chúng ta xem ngoài trời còn được quý vị nha. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tiếp con đường này quý vị. Con đường này là con đường mới đây. Trước đây thì bằng đất thôi, nhỏ thôi. Nhưng bây giờ nhà nước đã mở rộng. Đây là dòng tỉnh lộ ha. Bà con ở hai bên đường người ta cũng tranh thủ một tiền, người ta buôn bán. Ở đây có cái dòng kênh nữa quý vị. Trước mặt chúng ta là hai cái hàng cầu đẹp nhá. Rồi có cây chuối ở hai bên nhìn rất là thôn quê. Từ đây mà lên thành phố, trung tâm thành phố Huế chắc khoảng 5 cây quý vị. Rồi chúng ta chuẩn bị đi qua một cái cánh đồng khá lớn. Và cái khu lục thì cái khu vực cánh đồng này là một biển nước quý vị. Trời đang mưa bay bay quý vị. Có thể là đang cầm điện thoại quay như thế này làm ướt camera nhòa quý vị, không làm quý vị nhé. Rồi, quý vị thấy cánh đồng mênh mông ở hai bên này. Hướng này ta nhìn về phía Quảng Điền đó quý vị. Còn hướng này ta nhìn về phía quốc lộ 1A quý vị. Đoạn đây có hướng sớ ở co đấy. Con đường này khá đẹp, vắng xe. À, phía trước mặt chúng ta là làng Triều Sơn Trung quý vị. Đây. Hồi xưa cái làng này nhìn rất là hẻo lánh, nhưng mà từ khi có con đường này thì quý vị thấy là bây giờ cái làng nổi lên là rất là đẹp. Diện mạo của làng bây giờ sáng đường, có con đường này là như đất đai của chúng ta, có con đường đi qua là đẹp lên liền. Con đường này được nhà nước quan tâm đầu tư. Đây là phía ngoài của cái đình làng, đi qua con đường đi qua làng Triều Sơn Trung đây. Đây cổng của làng này quý vị. Đi vào làng Triều Sơn Trung đây là cái cổng chào. Rồi bây giờ ta đi tiếp quý vị nhé. Do trời mưa sương vì mưa bụi cho nên chúng ta không thấy rõ trên màn hình cái tòa nhà Vincom, nhưng mà tôi nhìn bằng mắt thì tôi thấy tòa nhà Vincom ở đằng xa kia rất là cao nổi bật.
Đây, ở đây chúng ta nhắm cái cánh đồng tí quý vị nhé. Quý vị thấy đằng kia có cái máy bơm nước cho ruộng đồng đây. Chúng ta ở bên kia hoặc là ở xa, đi xa quê lâu thì chúng ta thấy là những hình ảnh này gắn bó với một thời thân thương của chúng ta, đúng không? Bên cạnh công cân hiền hòa đấy, nhẹ nhàng cấp nước cho đồng ruộng. Nhìn ra hướng này thì hướng ăn hoa đó quý vị này, Hương Sơ, có thể là Hương Sơ. Đây, ăn hoa là hướng này này. Trước mặt chúng ta là khu quy hoạch ăn hoa quý vị nhé. Xa kia cả cái nhà là cái khu quy hoạch Hương Sơ. Hiện nay người ta mở rộng, có cái bệnh viện Lão này, rồi là cả cái trung tâm xã hội về thuế, rồi là cơ quan về đấu giá địa chính, đấu giá đất. Đây, hướng này chúng ta sẽ nhìn về hướng Quảng Điền này. Vì thấy là miên man ruộng lúa đúng không? Rất là mênh mông. Ở đây chúng ta dừng tại vị trí này chính là cái cầu Triều Sơn Trung. Giờ xin mời quý vị chúng ta đi tiếp. Tiến lên hướng thành phố Huế. Đi thẳng đường này quý vị, chúng ta sẽ đi vào cái đường Đinh Tiên Hoàng quý vị nhé. Và đường Đinh Tiên Hoàng kết thúc tại đường Trần Đạo, gần bên nhà Văn Hóa. Trời đang mưa, có thể đi dài là được đảo, đi lâu đi. Đường này thì cái tỉnh lộ này có cái tên là đường Tảng Đà. Tảng Đà các bạn. Rồi chúng ta đi chậm, chúng ta ngắm cái đoạn đường qua cái làng Tỷ Lệ này tí các bạn nhé. Bà con đang làm nhà, xây nhà đây các bạn này. Có cà phê cái vị này nữa, cây súng. Đây giờ đi có cái hỏi gì đây, nhỏ nhỏ đúng không quý vị? Quý vị vui lòng xem kênh thường xuyên tương tác như là like, subscribe, comment dưới video quý vị nhé, và kêu gọi nhiều người lan tỏa hình ảnh video của kênh
nhiều người xem và ủng hộ, đó cũng chính là cái động lực để tôi sẽ cố gắng đi cập nhật quay càng nhiều video cho quý vị càng tốt. Ở đây có một cái có một thầy, ông thầy ông thầy bói quý vị, cũng coi nghe nói cũng hay lắm. Tôi chưa thử. Đoạn này nhà môn ở đây tôi nghe nói này, đoạn này này chúng ta thấy là có cái cột bưu điện này, cái đường mạc này. Thế mình cái thứ nhất là nhiều cùng nhau ở đây có cái đường đi vô khu chung cư quý vị này, và cái khu chung cư trước mặt chúng ta này. Bên này bà con cũng đang sinh sống làm ăn buôn bán hàng tạp hóa. Thì hồi nãy tôi có nói là Huế mình là nhiều quán nhậu, cái thứ hai tôi thấy là có nhiều quán cà phê, và cái thứ ba là nhiều hàng tạp hóa. Có những người bảo Huế mình ăn chơi, nghe tôi nghĩ cũng đúng, không phải như vậy. Và cái vấn đề là Huế mình nhiều người rảnh quá, thành ra không biết làm gì, cho nên chỉ rảnh thì xin buồn chán hay nhậu nhẹt cà phê, ngồi nhiều khi nhiều quán cà phê có nhiều người ngồi cả ngày. Công việc làm thì ra trường là xin không được, nhiều người chạy trọt cũng không được. Đây có cái chợ quý vị, chợ Hưng Sơ. Bây giờ buổi sáng người ta có lẽ là chưa đông, cho nên chỉ người ta còn đóng cửa. Thì gió rành quá cho nên chỉ đâm ra nhậu nhẹt cà phê cà pháo rồi nhiều, rồi cái lý do mà nhiều hàng tạp hóa thì người ta cũng tranh thủ kiếm tiền buôn bán, kiếm đôi đồng để nuôi sống gia đình, đúng không? Đó là ý kiến của tôi, còn quý vị nghĩ như thế nào thì bình luận dưới video quý vị nha. Chúng ta đến cái ngã tư mà trước mặt chúng ta là cái cửa hầu rồi quý vị ạ. Thì ngã tư này có cái khu của chung cư Hương Sơ này rất rộng này. Hồi nãy hôm trước chúng ta có cái video đã quan sát cái chỗ này rồi, nó giao nhau với đường Nguyễn Văn Linh này. Và hướng này là đi về đường Huỳnh Thúc Kháng quý vị này, thì Bầu Vĩnh á. Bên này có cái xăng này đúng không? Rồi bây giờ chúng ta rẽ qua đường Nguyễn Văn Linh, chúng ta xem như thế nào quý vị nha. Bây giờ video này thì dài, thì bây giờ mời quý vị xem cái video tiếp theo. Đường Nguyễn Văn Linh, một con đường mới ở phía Bắc thành phố Huế. Và xin quý vị không quên ủng hộ kênh, like, subscribe và comment ở dưới video quý vị nha. Chia sẻ video cho những người quê hương Huế. Trân trọng kính chào và chúc mọi người mạnh khỏe.